Xin chào các bạn đang theo dõi câu chuyện Thuyết Tám Tỉnh Cầu, Theory of Love do Đam Mỹ Tưởng Truyền thực hiện, chương 14, I Love You. Cuộc đời chúng ta sẽ có bao nhiêu lần như thể vừa tỉnh giấc dậy từ giấc mộng, nhưng sự thật là chưa. Tôi chính là đang trong tình trạng đó. Bây giờ tôi đã về tới phòng, nhưng mùi hương của thằng Kai vẫn còn lưu lại chưa hề biến mất. Cho dù đã cố gạt ra khỏi đầu, đem nỗi lầm của nó trong quá khứ ra để nhắc nhở bản thân phải dứt lòng ra sao, cuối cùng tôi phát hiện ra hình ảnh của nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi một cách sâu sắc. Tôi đúng ghét bản thân mình, ghét bỏ mình chảy đến cỡ nào nhưng cuối cùng thì vẫn mềm lòng. Quên hết sạch đã từng đau lòng như thế nào để có thể mạnh mẽ và cứng rắn như bây giờ. Ép mình tách ra đi cùng đàn anh, xin thêm được vô số lời khuyên, nhưng chỉ cần thằng Kai vừa trở lại, tất cả như trở về con số không tròn chính. Tôi nhớ như in hình ảnh nó một thân đầy máu đến tìm tôi trước cổng khoa khiến tôi thực sự chỉ muốn bật khóc. Thằng Kai lúc đó không mang hình ảnh của một chàng hot boy, máu từ đỉnh đầu chảy xuống lan ra khắp khuôn mặt, khuỷu tay và đầu gối chảy xước. Đôi bàn tay trắng trẻo vẫn dùng để khéo và ôm ấp người khác, nhuộm đẫm một màu đỏ. Tôi nhìn hành động của nó lúc đó chỉ khăng khăng một câu, đến đón tôi về phòng cùng vẻ mặt đầy sự lo âu. Đúng là đau. Đau đến mức cảm giác như muốn tiếp tục cưỡng ép trái tim mềm yếu thêm một chút nữa. Kể từ lúc đó liên tục thu hút sự chú ý của tôi. Miệng thì nói là thích nhưng hành động thì không có tí gì thể hiện là thật lòng cả. Đến mức tôi sợ mình sẽ đau khổ lần nữa nếu tiến xa hơn. Đến tận hôm nay khi chúng tôi hôn nhau, thằng Kai đã gỡ bỏ hết hoàn toàn nỗi lo âu trong lòng của tôi. Nó đã truyền cho tôi dũng khí nên hôm nay tôi đã trao cho mình một cơ hội để bắt đầu lại mối quan hệ với nó. Dù cho không biết tương lai ra sao, chỉ là tôi muốn mạo hiểm một lần, vì tôi tin không có gì đau đớn bằng khoảng thời gian đã qua. Tâm trí tôi rạo rực hơn khi quay sang chiếc điện thoại để bên cạnh đang rung liên hồi thông báo có cuộc gọi đến từ số điện thoại của một người, đó là thằng Kai. Tôi đành ngồi quyết định xem nên nhanh chóng bắt máy hay làm giá thêm một lát nữa. Hồi nãy mày vừa hôn tao đấy nhé, bây giờ còn gọi điện làm phiền nhau hả? Phân vân một lúc rồi thì tôi quyết định nghe trước khi đối phương cúp máy. Có gì không mày? Chết tiệt, giọng run rẩy như bị điện giật vậy. Về tới rồi hả? Tắm chưa? Về rồi, nhưng chưa tắm, gọi có gì không? Dù cho lấy lại được tông giọng trầm thấp, nhưng con tim vẫn run rẩy không cách nào chịu nổi. Tao chắc chết, đây chính là cảm giác của người đang yêu sao? Thì tại mày không chịu gọi cho tao, tao lo. Về rồi, cúp máy đây. Khoan đã, bài tập thầy giao làm xong chưa? Xong rồi. Tao vẫn chưa xong, cho chép với. Mai tao mang cho, vậy thôi phải không? Sự im lặng kéo dài trong một khoảnh khắc đến mức tôi nghĩ rằng có lẽ không cần nói nữa. Đang định khắc máy thì người kia chợt lên tiếng. Đói không? Vừa ăn với mày đó thôi. Ăn cái gì mà lắm vậy? Mày buồn ngủ rồi hả? Tao chưa đi tắm sao mà buồn ngủ? Có vẻ người yếu thế trong trường hợp này không phải tôi mà là thằng Kai, người đang gấp gáp hơn. Vậy mày đi tắm đi. Cúp máy nha. Không, vừa tắm vừa nói chuyện được không? Mày điên hả? Mắc gì mà phải làm như con nít vậy? Dù miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cảm giác như muốn nổ tung. Không nghĩ không mơ là người bạn mình thầm thích mấy mươi năm trời cũng khó tình cảm với mình. Vì mỗi lần nuôi hy vọng tôi đều nghĩ đó là một giấc mơ háo huyền không đời nào có thực. Nhưng lạ là cho dù biết đó chỉ là mơ, nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Tết, mày còn nghe không đó? Âm giọng trầm ấm khiến tôi giật mình trước khi tập trung lại với cuộc gọi. Mày nói sao? Thì cứ giữ máy nè, không cần cúp máy. Mày tắm xong thì lại nói chuyện. Cúp đi thì hơn, không nói chuyện tốn tiền điện thoại lắm gì. Mày giàu lắm hả? Thì giàu mà. Thôi khỏi chấp, liên quan gì đến cái thằng quần này trời. Muốn chửi nhưng tốn nước bọt quá, nên tôi đi một mạch vào phòng tắm luôn, để điện thoại trên bồn rửa mặt. Tôi vẫn nghe vang vẳng tiếng làm nhảm phát ra không ngừng đợt bật loa ngoài. Đánh răng không bao lâu thì thằng Kai nó im ắng một lúc thật lâu. Tôi nghe thấy tiếng rục rịch giống như nó đang làm gì. Có lẽ là tiếng mở cửa tủ phim, phủi bụi, vì đó là việc làm ưa thích của nó.
Tất cả của thằng Kai tôi đều biết rõ. Tôi chỉ có một điều mà tôi chưa từng biết là trái tim bấp bênh vô định của nó. Vì vậy nên việc bắt đầu mối quan hệ yêu đương với người này, tôi phải chấp nhận mạo hiểm bất kể kết quả. Tớt làm gì đó? Mới im lặng một chút mà đã hiện hồn lại rồi. Tao phải báo cáo cho mày biết mọi lúc hay sao? Vậy chứ mày đang làm gì? Chuẩn bị tắm. Rào rực quá đi, bật camera cho coi với. Vừa hay tao đang muốn thủ dâm nè. Đi chết đi. Tôi nghe tiếng cười lớn không ngớt phát ra. Mấy chuyện dâm dục là phải để công tử Khun Thoi làm đầu tiên. Toàn làm mấy chuyện càn rỡ, nói năng đàng hoàng không được mà. Mất cả tiếng đồng hồ vô ích chỉ để tranh cãi qua điện thoại. Sau khi tắm rửa xong xuôi cũng đến giờ lên giường. Bình thường tôi hay nghịch laptop khoảng nửa tiếng đến 2 tiếng, còn không thì nằm xem phim rồi ngủ quên mất. Nhưng hôm nay tất cả không giống bình thường nữa, khi tôi không đơn độc như mọi lần. Tắm xong rồi, cúp máy được chưa? Tôi hỏi thằng Khai mè nheo. Đi ngủ rồi hả? Tao chưa muốn cúp mà. Mè nheo vậy, bình thường mày có làm như vậy với gái không? Không, người khác tao không muốn nói chuyện, tao chỉ muốn trịch thôi. Mất dạy. Đang nằm xem phim, muốn xem cùng mày, đừng cúp máy được không? Tao được gì từ việc xem phim qua điện thoại với mày trời? Được trái tim ta nè. Tao không thèm. Ui ta, bật phim rồi làm sao giờ? Đúng là nghiệp chướng, tôi còn làm gì được đây? Nhấn nút kết thúc cuộc gọi thì nhẫn tâm quá. Vì thật tâm tôi cũng muốn trò chuyện với nó. Cuối cùng đành mặc kệ, mở loa ngoài nói chuyện để tiếng từ bộ phim xen lẫn lọt ra. Tôi không biết thằng Khai đang xem phim gì vì nó không nói nên chỉ biết nằm nghe cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Chừng nửa tiếng thì giọng nói của thằng bạn thân biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc và tiếng hội thoại trong phim là tiếp tục phát. Bầu mắt của tôi bắt đầu sụp xuống nhưng vẫn cố gắng mở to để chờ câu tạm biệt tối nay của người kia. 10 phút trôi qua, tôi đang chắc mẩm trong bụng rằng tên kia đã ngủ quên mất tiêu rồi nên mới nói vào điện thoại bằng một giọng ngái ngủ mà không hy vọng nó sẽ trả lời lại. Khai, tao ngủ nha. Ngủ rồi hả? Xem phim có hiểu gì không? Biết chết liền. Không ngủ ngủ rồi. Cho đoán. Buồn ngủ sắp chết còn mắt chơi, tôi chỉ còn biết cách giật tóc bứt đầu một cách bực bội, không thèm trả lời. Im lặng để thằng Khai chịu thua rồi tự tát đài. Đoán đúng có thưởng nha. Được cái gù trỏ thì có. Lần này tao có trao đổi nữa. Tôi sợ lắm. Sợ nó lại nghĩ ra trò gì khiến tôi giờ khóc giờ cười. Có thưởng là sao? Mày sẽ được thêm một quân sư nữa, là người có thể cho mày lời khuyên. Như bây giờ là tốt rồi. Mày sẽ có chỗ dựa tài chính, có tiền cho mày dùng hết đời luôn. Tiền ta cũng có, cần gì lấy của mày, nhảm nhí. Nhưng tao có promotion nè. Trả lời đúng trong 10 phút, mày sẽ có thêm đại gia đình. Có 2 người mẹ, 2 người bố và có chị gái. Tôi suýt phịt cười với câu nói của thằng Kai. Nó là đứa có khoa môi múa mép nhưng tôi không nghĩ là đến mức độ này. Gia đình có thêm thành viên hả? Tôi chưa từng nghĩ đến nhưng thực sự bố mẹ nó đối xử rất tốt với tôi. Vậy thì tao trả lời, phim này có tên là Once. Bộ giả bộ trả lời sai à? Thằng cuồn, lại bắt thóp tao. Đôi khi việc làm bản thân lâu năm của nhau cũng khốn nạn thật. Giả vờ nói dối cỡ nào cũng bị nó biết tỏng. Tao không biết mà. Để tao tăng thêm phần thưởng cho mày mới hứng thú. Trời, làm sao mà thèm. Nhưng ai mà đấu lại được với cái mặt dày quảng cáo cho bản thân của thằng Khai. Trả lời đúng, mày sẽ có tài xế đưa đón mỗi ngày. Tao không thích ngồi mô tô. Cái này thì sao? Lúc mày buồn hay sầu tao sẽ luôn ở bên mày. Trời, nghe nó kìa. Tao sẽ giúp mày thực hiện giấc mơ và sẽ xây dựng giấc mơ của tao kèm theo đó. Dù thời gian vừa rồi tao có làm nhiều trò đồi bại, nhưng tao xin hứa sẽ chấm dứt tất cả vì mày. Văn phải 2 trang giấy luôn ha. Cơ mà câu nào câu ấy có trọng lượng dễ sợ. Dù cho câu mời gọi cùng thực hiện giấc mơ có làm cho tôi lung lay đến đâu thì nó vẫn chỉ là lời nói. Nói được phải làm được. Tôi nhắc nhở một lần nữa. Chắc chắn, vậy trả lời được chưa? Gợi ý là phim liên quan tới âm nhạc. Mày từng xem 2 lần. Nữ chính là Carrie hát bài Lost Star.
Mày gợi ý cỡ đó tao không trả lời được không hả thằng quỷ? Dù gì cũng lỡ rồi, thôi trả lời luôn cho xong. Begin again. Chính xác, vậy nên chúng ta bắt đầu lại nhé. Sau đó tất cả những gì vừa nói sẽ là của mày hết, đồng ý không? Đồng ý không? Thằng Khai hỏi thêm một lần nữa. Là câu trả lời ngắn ngủi và thể hiện hết tâm tư. Tôi gieo mình xuống giường, kéo chăn lên trùm kín mặt rồi thầm mỉm cười, trong đó đến khi chìm vào xong thức ngủ. Khai, mày hứa với tao rồi nhá, trí nhớ của tao tốt lắm, cho nên không đời nào tao quên tối nay chúng ta đã nói những gì, hứa những gì và đã hạnh phúc ra sao. Hôm nay sân khấu vở kịch của khoa nghệ thuật truyền thông vẫn đầy ắp sự nhốn nháo. Mọi người đều bận rộn với nhiệm vụ của mình đến nỗi không còn thời gian để làm việc khác. Chỉ có mình tôi nằm trong team kịch bản. Nhiệm vụ đã hoàn thành thì không cần chỉnh sửa hay giải thích chi tiết phân cảnh nữa. Cho nên thời gian rảnh rỗi sẽ tót qua ngồi cùng anh Sen và anh An, lúc này lo liệu phần diễn xuất. Phan, mày tút lại cảm xúc coi, diễn không ra cái gì hết. Thân hình gấu lên tiếng, bắt thằng nhóc năm nhất nhận cái vai nam chính ngay từ đầu. Lần này thì mới căng thẳng làm sao. Tôi đi qua tìm team diễn xuất cách đó không xa. Nếu thằng Kai diễn chắc là phải hơn. Anh đừng có cảm ràm, thằng Kai diễn thì đúng là hay rồi, nhưng em nó cũng có cố gắng nhiều mà. Nói một câu cho đàn anh nguôi bớt, cho dù học kỳ sau mới diễn nhưng thời gian này chưa được yên tâm. Không đi cùng người yêu mày hả? Thằng Kai không phải người yêu em mà. Ok ok, nhưng tóm lại mày mở lòng rồi chứ? Một chút thôi, đợi xem thái độ đã. Làm ơn lè lè dùm cái, đừng có lôi ta vào làm người thứ ba nữa. Tiếng vừa cắt cắt ngang là của anh An, miệng thì nói nhưng tay vẫn lướt điện thoại với tâm trạng tức giận. Phải nói là tất cả chuyện xảy ra đều do anh An, là người không suy nghĩ nhiều. Ông anh vì muốn giúp tôi đạt được ý nguyện mà quên mất. Tôi nghĩ mà thấy tội cho anh An khi bị thằng Khai cạch mặt rõ lâu. An xin lỗi nha. Sen xin lỗi nhé. Mày đừng có kéo tay tao, kéo cái cuồn. Chủ nhân của cái tên vội phủi tay. Sen quay qua cười với tôi trước khi nhanh chóng chuyển sang chủ đề mới. Vậy thằng Khai sao rồi? Thái độ tốt không? Có vấn đề gì thì cứ nói tao. Nó vẫn vậy. Làm gì cũng điên khùng. Nếu nó thay đổi thì xem như là mày may mắn rồi. Bạn tao cũng có nhiều đứa lăng nhăng xong thì hết hẳn đó. Bao nhiêu người anh? 4. Trên 10 hả? Trên 50. Tôi muốn biết cái tính đào hoa đó nó khó bỏ đến vậy luôn hả? Ok, có thể tôi không gặp phải trắc trở vì khùng điên vì chuyện yêu đương như mấy thằng bạn trong băng, nên không hiểu được cảm giác của một người cố dừng chân và chỉ yêu một người duy nhất. Trời, có khó bằng bỏ thuốc không? Tôi muốn biết cuộc sống tiếp theo của 4 người bạn anh ghê á. Bây giờ họ thế nào rồi? Tôi nghĩ 4 người này chắc là anh em học cùng khoa mà tôi hay gặp thôi, nhưng tôi chưa bao giờ biết tình sử gái gú của họ được bao nhiêu. Có 3 đứa đang sống với bạn gái đến độ ngóc đầu không nổi, bạn bè ai cũng nghi bị bỏ bùa, còn một đứa thì happy từ lâu rồi. Sao vậy? Rốt cuộc sống lứa đôi tốt lắm sao? Phải, nhưng là với bồ mới. Có một số người nói sẽ dừng rồi họ dừng thật, nhưng có một số người ngon ngọt là sẽ thật lòng chỉ yêu một người, nhưng cuối cùng lại chia tay. Như tao luôn nói đó thôi, trái tim con người khó đoán lắm. Đúng vậy, ngay cả miệng nói sẽ cứng rắn thật lâu, cuối cùng cũng phải chịu thua cái sự mèo nheo của thằng Khai. Vậy còn nó, người vốn đã như vậy từ thời thiếu niên, trải qua bao nhiêu cuộc tình cũng không đếm nổi, cuối cùng lại muốn dừng chân, nó sẽ làm được thật sao? Kể từ ngày nói chuyện với anh, em luôn dùng lý trí hơn là con tim. Không biết động lực gì khiến tôi nói ra như vậy, có lẽ là vì tôi đang cố gắng bào chữa cho sự ngu ngốc của mình và mọi người chăng? Anh Sen chỉ nhìn mặt tôi rồi cười, có anh An là gật đầu thấu hiểu trước khi cúi xuống ngắt điện thoại, như thể cắt đứt với thế giới. Anh Sen có một cô người yêu tốt và một tình yêu đẹp, còn anh An vẫn đang trên hành trình tìm bến đỗ. Mỗi người đều có mục tiêu của chính mình, nhưng với thằng Kai, tôi không thể biết được cho đến khi đối phương chứng minh cho tôi thấy. Sợ à? Ông anh nói tiếp. Sợ gì chứ, em không sợ. Vậy hả? Nhưng nét mặt của mày đã nói cho tao hết rồi.
Anh chỉ nói tầm bậy. Ờ, bậy thì bậy. Nhưng nếu có ngày thằng Khai mất dạy với mày thì cứ qua xin làm vợ bé tao cũng được. Khốn kiếp, ai mà thèm có người yêu thân hình gấu như ông anh chứ. Em không dễ trao tim cho ai cả, không cần sợ em đau lòng đâu. Nhắc lại một lần nữa cho yên lòng, không biết đành cho ai nhưng người nghe cũng gật đầu đồng tình. Không lâu sau, Than và Pink cũng chuẩn bị bước vào diễn cảnh quan trọng một lần nữa. Chỉ là cảnh diễn có nhạc nền nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi diễn xuất nội tâm vì là cảnh Christmas của vở kịch. Cảnh nói yêu mà không nói dù chỉ một câu. Anh Sen là người viết cảnh này, không biết ống ngu hay ngốc nữa mà chơi lớn vở diễn luôn. Hơn nữa hai đứa diễn chính đều là tay mơ khi nghe tiếng 5, 4, 3, 2. Chúng tôi ngồi xuống theo dõi. Cảnh nói yêu trích trong section của sách. Tôi còn tưởng đâu là trong cuốn Cá trên trời. Xến quá trời xến nhưng phải xem vì đạo diễn từ tay viết kịch bản. Tôi cái không lại. Quan trọng là người kia phán đó sẽ là cảnh người xem phải nhớ đến tận ngày chết. Trời, anh ấy tính gửi phim đi tranh giải Oscar hả? Quên mất là nếu diễn không tốt thì ông cũng ăn hành. Carport. Nguyên cả cảnh diễn chỉ toàn câu thoại tên nữ chính. Thân hình cao lớn của đàn em năm nhất bước tới gần nữ chính là Pink. Ánh mắt lia tới thân hình mảnh mai trước mặt, đang cố nặn ra chữ yêu của ánh mắt. Nhưng... Cắt! Cả hai đứa bay lại đây! Người chịu trách nhiệm đạo diễn khua tay gọi đàn em trước khi bật đoạn nhạc ngắn ngủi, bưu lên tâm trạng một cách khó hiểu. Anh không cảm nhận được Pan ơi, Pink cũng vậy, diễn cứng như hóa thạch vậy đó. Giọng nói mệt mỏi thốt ra khiến cho người nghe cúi gằm mặt xuống, nhưng có tiếng nói của người trước mặt chèn vào. Cảnh nói yêu mà không cho nói thì ai mà hiểu được hả anh? Khán giả hiểu cách nào để không nói? Ơ hay, vậy chứ lúc mày khóc mà mày không nức nở thì khán giả có biết mày buồn không? Có, như nhau cả thôi. Không nói không có nghĩa là chúng ta không hiểu, vì một số người thích hiểu giao tiếp là thông qua lời nói nên chỉ tập trung về việc đọc thoại. Cho dù im lặng nhưng chúng ta vẫn có thể giao tiếp với nhau, thay đổi nét mặt thì cũng gọi là giao tiếp, nháy mắt thì cũng như vậy, hiểu không? Người chỉ đào lớn tiếng, thằng Pan đành gật gà gật gù cho dù không biết có hiểu được miếng nào không. Diễn kịch đúng là khó thật, vì chúng tôi diễn trực tiếp, diễn hỏng là hỏng luôn, phải diễn suốt, nhớ thoại, diễn tả tâm trạng, hát, nhảy, làm đủ mọi thứ. Ngoài ra thì còn phải diễn đi diễn lại nhiều lần nên đúng là mất sức của diễn viên. Đã tập luyện cả tháng rồi, giờ ai cũng không rút ra được. Nghiêm túc còn hơn lúc thi thi đại học nữa. Làm lại, giờ sẽ có thêm nhạc nền nữa cho các tinh thần ha. Thằng Khai ra làm nhiệm vụ coi. Cảnh 23, nó yêu trong thư viện. Chủ nhân cái tên đang ngồi gác cái chân bó bột một cách không ra gì, nhảy lò cò như biết nhiệm vụ. Bạn bè trong tổ âm thanh ring theo cả laptop và dàn loa. Vì đang diễn tập chứ chưa chính thức nên chúng tôi không dùng phòng nghe nhìn để chỉnh âm thanh mà chỉ sử dụng laptop. Đa phần tôi thấy thằng Kai nói là dùng âm thanh có sẵn, chỉ có một vài đoạn là được thu mới. Còn nhạc thì tìm rồi ghép cho hợp với không khí của cảnh đó. Đặc biệt hơn là cảnh việc sáng tác bài nhạc riêng dành cho vở kịch. Người sáng tác cũng là người trong khoa, nhưng ca sĩ thì chắc chắn là phải tuyển chọn rồi. Bắt đầu nhé! 5, 4, 3, 2... Action! Tiếng đạo diễn vang lên là cảnh tình cảm diễn lần thứ 1.800.000 nhưng vẫn chưa vừa ý. Jin và Carport đứng trước mặt nhau, cảnh kệ sách, bàn tay dày chậm chậm đưa ra cầm lấy bàn tay trắng trẻo cùng với bản nhạc tình cảm đang được bật. Đây là cảnh nói lời yêu không nói thành lời thật sự. Tôi nhìn cảnh diễn suốt trước mặt một cách mong chờ, cho đến khi có ai đó thúc mạnh vào khiến tôi quay lại nhìn trước khi nhận ra đó là thằng Kai, người đang nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Cái gì? Tôi nhẹ giọng hỏi, êm tai đến nỗi gần như không nghe thấy. Còn cái người cao gồng kia thấy đáp lời ngoài liền đưa tay kéo nắm lấy tay tôi y chang trong kịch bản. Diễn cái quần què gì vậy trời? Tốt lắm, tiếp đi. Tiếng anh Sen chen vào. Một giây sau tôi thấy đàn em đang diễn xuất bắt đầu có sự di chuyển. Jin từ từ nắm lấy bàn tay của Carport bằng bàn tay của chính mình. Thằng Kai cũng bắt đầu nắm tay tôi bằng hai bàn tay của nó. Bàn tay dài của Jin đưa lên trước ngực trước khi đặt bàn tay của hai người ở chỗ trái tim. Còn tôi và thằng Kai trượt xuống đúng quần của nó rồi dùng bàn tay của tôi chà sát với cậu em đang phình to. Thằng khốn, dâm dục không ngừng thật đó mày.
Tôi lớn tiếng trước mặt trước khi rút tay rụt về như đụng phải đồ nóng. Thằng quỷ này giỏi làm mấy trò bậy bạ nơi đám công cộng lắm. Quan trọng là có mặt mũi mà chả treo với tôi nữa cơ. Không cảm nhận được hả? Cảnh nói yêu mà không dùng lời nói đó. Cút, yêu cái mông. Tình yêu bắt đầu từ trên giường, ban công và phòng tập kịch. Mày tránh xa ta ra, ăn chân ta không? Không đi được, sợ thiếu tình yêu là chết. Romantic quá ha, vớ vẩn. Ngọt quá à, ta hô cắt nãy giờ rồi thằng quỷ, bao giờ nhạc của mày mới dừng? Tiếng rống giận dữ của anh Sen dành cho người chỉnh âm thanh bị gãy chân là thằng Kai làm cho chúng tôi phải quay lại để ý tình huống trước mặt. Chắc là diễn viên đã diễn xong rồi, nhưng thứ chưa kết thúc đó là tiếng nhạc và tâm trạng của tôi. Chết tiệt. Xin lỗi được chưa? Tao không tha thứ, để bạn mày chỉnh. Còn mày tránh ra xa. Cái người cao cao bị đuổi ra ngồi im một góc không cho làm phiền người khác. Một lát sau thấy nó ra buôn chuyện với thằng Tu rồi còn xung phong làm người chụp hình cho pay của tổ PR nữa. Cho nên tôi mới nhìn thấy cảnh cái tên cao kiều đi cả nhắc tha theo cái máy ảnh đi khắp phòng đang đứng cách đó không xa để lưu lại bầu không khí của buổi tập. Đầu tiên bắt đầu từ dàn diễn viên, đạo diễn, ekip và sau đó chỉ là vòng vòng quanh chỗ tôi. Thớt, cười cái coi. Máy ảnh cỡ lớn dính chặt với mắt người. Tay thì lúc nào cũng sẵn sàng nhấm nút shooter, nhưng nó bị vướng một cái là tôi không chịu hợp tác. Đi chụp người khác đi, ta không muốn trườn mặt lên cái pay này. Cười xíu đi, trời hôm nay trong lắm á. Trong cái mông toàn là chui rút cho phòng tập, có cơ hội ngắm trăng ngắm mặt trời ông trời. Không, hơn nữa, càng nói càng sôi máu. Tôi càng không nghe lời, thằng Ca thì càng bấm nút chụp. Đến nỗi tôi nghĩ hình của tôi phải đến cả trăm tấm. Nếu không nể tình chân còn đáng bó bột thì tao sẽ đá cho mày chật khớp luôn á, phiền phức. Gì mà dữ vậy? Người ta đang làm việc mày có thấy không? Thấy, tao cũng đang làm việc chụp hình quảng cáo cho pay nè. Tin chết liền. Cơm hộp tới rồi kìa, ra ăn trước đi. Ở đây vướng víu quá. Tôi xua tay đuổi đi một cách không kiêng nể. Thằng Kai nheo mắt một cái rồi đành chấp nhận, mệnh lệnh nhập bọn cùng hai đứa bạn thân đang chạy hớt ha hớt hả khi nhìn thấy đồ ăn về tới. Thằng Kai, bọn thò lấy hai hộp, trông thì là thương bạn đó, nhưng không hề, nó sơ hết đấy. Thằng Tu cũng bám theo, lấy cơm và nước xong xuôi, nó liền tách ra ngồi tùm cùng với mấy em xinh tươi một cách sung sướng, thấy mà chán. Đạo diễn là anh Sen tập xong cảnh cuối cùng cho mấy đứa diễn viên, thì ổng mới thả cho nghỉ giải lao kiếm cái gì đó bỏ vào bụng. Tôi đi lại cùng anh An, còn cha già Sen chạy qua khoa khác kiếm bạn gái, nên chúng tôi mới không nghe thấy tiếng gấu, tiếng trâu gào rú ở quanh đây như hồi nãy. Thất, cái này của mày. Anh An lấy phần cơm cho tôi trước khi tôi vươn tay ra nhận không hề khách sáo. Cảm ơn anh. Thằng Thất không ăn cà ri xanh, anh không biết à? Một giọng nói vang lên cắt ngang. Không lâu sau thằng Kai bước tới, chắc là chính giữa. Giật lấy phần cơm trong tay tôi ra, nhanh chóng nhét vào một phần cơm khác thay thế. Đây là thịt heo ướp tỏi mày thích. Cảm ơn. Ra ngồi chung đi, ở đây tao sợ đá phải người. Đôi mắt của thằng bạn thân liếc nhìn đàn anh năm tư một cái. Tôi quay sang chạm mặt với anh An, thấy ổng có ý muốn thôi, nên tôi chuyển hướng đi theo ra sau thằng Kai đang ngồi một bên. Thằng này thù dai nhớ lâu, đã biết anh An bị lừa trở thành người thứ ba, nhưng thằng Kai vẫn tổn thương không chịu nói năng tử tế với anh ấy một câu nào. Chỉ có tôi là khổ sở trở thành người đứng giữa, hàn gắn mối quan hệ cho cả hai thôi. Tao vặn cho. Không cần. Tao vặn cho mà. Chai nước vừa để trên sàn bị chụp lấy, không lâu sau thì nó được nhặt lại chỗ cũ vì đối phương đã phải vặn nắp ra cho tôi rồi. Tao là bạn, không phải là người khuyết tật. Cảm giác đặc biệt đến thế phát run đi được. Ăn đi. Nhìn mặt để tìm sự đẹp trai của tao hả? Lúc tôi chăm chú nhìn nó thì nó lại ghẹo gan. Tôi cũng đáp một cách châm biếm. Múc cơm bỏ vào miệng chưa đầy 2 phút thì tiếng thằng Châu lại làm phiền tôi lần nữa. Lông mi dài ghê. Để người ta ăn cơm, đừng có xàm xí nữa. Làm bạn với nhau 2 năm trời mới thấy mày dễ thương đến như vậy đó. Ôi, mắc cỡ hả? Cái này tao nói thật, cứ mắc cỡ đi. Buồn què. Câu nói yêu mà không có tiếng yêu nào. Ngao. Nhầm nhí. Lại nói yêu nữa rồi. Ma nhập hả mày?
Mắc cỡ nha thằng quần, đủ rồi. Mày lên cơn điên nữa rồi phải không? Có tình yêu vào, nhìn gì cũng đẹp hết. Ngay cả câu chửi của mày cũng nghe hay hơn. Mày thích làm gì thì làm đi. Giờ thằng Khai đúng kiểu quan tâm thái quá luôn, khác hẳn với lúc trước. Đứa nào cũng nhớ thằng Khai hồi năm nhất và năm hai. Mặt mũi thì sức sược, hành vi thì láo toét, gái cũ thì triền miên, danh tiếng khắp nơi, đến người lạ còn biết. Danh tiếng của thằng Khai truyền khắp trong khoa, thậm chí còn lan sang các khoa khác. Tôi thường hay ngồi suy nghĩ việc thích thầm nó chỉ toàn mang lại cho tôi khổ đau. Hãy nhìn nó của ngày hôm qua đi, khác một trời một vực. Tôi còn tưởng đâu nhóc 10 tuổi mới lần đầu biết yêu cơ chứ. Mau lấy lại sự cool ngầu của mày nhanh lên. Ăn cơm tiếp đi, hay muốn ăn tao? Không ghẹo gan tao một phút mày không chịu được hả Khai? Tao thích, muốn ghẹo. Cơm trong hộp của nó vơi đi gần hết, nước trong chai cũng chỉ còn lại một chút. Tôi liếc qua bàn tay đang cầm mấy ảnh của thằng bạn trong tổ VR lên kiểm tra hình. Nó nằm cười khúc khích một hồi lâu trước khi chìa qua cho tôi xem một tấm hình. Dễ thương không? Tầm giọng trầm dịu dàng hỏi. Trong màn hình là tấm ảnh tôi đang làm mặt khó chịu. Xóa. Mày ra lệnh là tao sẽ làm theo hả? Mấy tấm này phải giữ lại làm quảng bá cho pay. Của công không tự ý xóa được. Nói xong thì tắt màn hình, sau đó đặt mấy ảnh cạnh người, không cho tôi cơ hội phản kháng. Thất. Tông giọng của nó dùng để gọi tên tôi nghe thâm tình vô cùng. Chưa hết đối phương còn quay sang chạm mặt của tôi nữa. Ngày mai học xong đi xem phim không? Không biết nữa, để xem sao. Tao cho mày cơ hội suy nghĩ lại. Xem phim với tao là lợi lắm nhé. Xem free không tốn tiền. Nói rồi bàn tay dày đập đập vào túi quần như thể củng cố sự tin tưởng. Ok, mày giàu. Đến mức mô tô bị giữ mà còn mưu mẹo xin xe hơi của nhà ra chạy để dễ như chơi mà. Cho dù là người lái chính là cái thằng nô lệ như tao đây. Để xem đã. Tích tóc. Thôi đi. Thì đi. Ok, ngày mai cùng đi xem phim nha. Muốn mau tới ngày mai ghê á. Vui vì được ngồi cạnh tao đúng không? Không, phim của Nolan ra rồi tao háo hức. Vậy còn tao? Mày mà quan trọng thế vậy à? Một bầu không khí chết chóc tràn xuống, nhưng tôi đâu có quan tâm. Vẫn thản nhiên xúc cơm bỏ vào miệng mà không thèm liếc qua người kế bên. Không lâu sau thằng Khai nói một câu, cho dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ từng chữ một. Tao không ghen với Nolan đâu, vì cuối cùng hắn ta cũng không đời nào có cửa ngồi xem phim cạnh mày. Tao mới là người ở bên cạnh mày, và ngồi xem phim cùng mày tất cả các phim. Tôi có thể không giải nghĩa câu nó nói được rõ ràng cho lắm, nhưng đây có phải câu nói yêu mà không có chữ yêu được đích thực không ngoài trời? Hôm nay buổi tập kịch kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Mọi người giải tán về phòng từ 8 giờ tối. Tôi ghé qua ăn cơm và đưa thằng Khai về. Về đến phòng tắm rửa đánh răng xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ. Sau đó là việc làm thường nhật, dường như ngày nào cũng làm. Đó là nhảy ào lên giường cùng cái laptop. Chỉ là lướt lướt xem tình hình xã hội. Lâu lâu thì kiếm phim mở xem, xong thì ngủ quên luôn. Cho nên nửa giờ đồng hồ đầu tiên trôi qua bằng việc chơi Facebook, Twitter và đọc các diễn đàn. Lát sau chán thì bước xuống đống đĩa phim mua về tích trữ ra phủi bụi, rồi nằm mở xem một cách thích thú. Một vài bộ cũng lạ, xem một lần rồi không nghĩ là sẽ xem lại lần hai. Hỏi rằng phim hay không thì nói luôn là hay, nhưng không có gì quy định phim hay thì phải xem lại nhiều lần. Còn có một vài bộ thì lần nào cũng lôi ra xem vì cảm thấy phim hài ước, dù không có rút ra được bài học sâu sắc nào, cũng chưa chữa trị tâm hồn vào những ngày mệt mỏi. Đa phần thời gian xem phim của tôi không mở bằng laptop, mà chuyển sang mở bằng máy phát đĩa và TV vì màn hình coi thì sướng hơn. Cho nên sau khi nằm xem được một lúc thì bầu mắt cũng chuẩn bị sụp xuống, nếu không phải tại cái thằng khốn kiếp Khai lại gọi đến làm phiền. Có chuyện gì? Tôi nói bằng giọng ngái ngủ vào ống nghe. Ngủ rồi hả? Mở Face đi. Có tin mới update trên fanpage của vở kịch khoa truyền thông á. Quan trọng không? Nếu quan trọng thì nói luôn qua đây đi, còn không thì để sáng mai. Quan trọng? Vậy mày nói đi, ta lười mở quá. Mày phải tự đọc, nó có nhiều tin râu ria lắm. Vậy mày cúp máy đi, để tao mở điện thoại xem. Mày lấy MacBook mở đi, tao còn có chuyện muốn hỏi. Giữ điện thoại, cấm khúc nha. Tôi muốn hỏi là mày là bố tao hay sao mà ra lệnh.
nhưng sợ nó dở bài tổn thương ra nên đành thở dài nhìn. Cùng kéo xuống laptop đang để trên bàn nhỏ kế bên giường. Bình thường tôi thuộc dạng nếu dùng máy tính thì không thích thoát ra, thế nên sau khi mở Facebook liền thì thấy nguyên một đống inbox đỏ lòm trước mặt, nhưng đó không còn là trọng điểm. Buồn ngủ đến mức này, không có thời gian ngồi xem ai đã gửi tin nhắn đến đâu, ngoài việc bấm vào trang chủ của khoa vở kịch truyền thông. Chắc chắn một điều là thời gian sau này, Jim Pia ra sức quảng cáo khắp các fanpage khiến cho việc khán giả của trường đại học đều nóng lòng muốn xem, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Không thấy có gì hết, toàn tin quảng bá. Nói rồi cảm thấy bực mình, thằng Kai vội vàng trả lời lại. Tin quảng bá mới nhất đó chính là cái tao muốn cho mày xem. Tôi quyết định để điện thoại xuống rồi bật loa ngoài, sau đó chuyển qua lướt xem tin mới nhất trong fanpage. Có một tổ hợp hơn 10 tấm hình với caption ngắn gọn. Chúng tôi có điều muốn nói. Chiến dịch quảng bá mới hả? Đọc chưa? Đang đọc đây. Tôi lướt bấm vào hình đầu tiên, một tấm hình đen trắng. Bên cạnh có caption đính kèm, và tôi nghĩ mấy tấm sau chắc cũng vậy. Dường như team quản lý của Face muốn tạo một câu chuyện để thu hút người xem cho tiền ván bé trong tương lai. Tấm đầu tiên, bạn có biết bộ phim đầu tiên của thế giới có tên là Arrival of the Train at La Cotat được ra mắt năm 1895. Tấm thứ hai, vào năm 1906 đã xuất hiện bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của thế giới, đó là The Story of the Kelly Gang. Tấm thứ ba, năm 1923, chúng ta có bộ phim đầu tiên phát hành ở Thái Lan, đó là Quý Cô Vàng Ngọc. Tấm thứ tư, năm 1986, vở kịch đầu tiên của Thái Lan được sinh ra với cái tên Miền Đất Hạnh Phúc. Tấm thứ năm, năm 2007, trường học chúng ta có vở kịch hoành tráng không kém bất cứ với cái tên Library. Vì chúng tôi chưa chụp poster cho việc quảng bá, nên tấm hình đầu tiên dùng cho vở kịch năm nay chính là hình chụp thư viện và thêm thắt vài chi tiết của team kịch với font chữ chất chơi chỉ với mục đích lôi kéo sự chú ý. Đọc đến đâu rồi? Kai hỏi tình hình. Tấm thứ năm rồi. Hồi hộp ghê. Mày bị điên hả? Đọc tiếp đi. Mày đừng làm phiền tao. Lần này đọc lè lè cho xong vì bây giờ buồn ngủ muốn chết. Tấm thứ sáu, nói hoành tráng là đang nói sự thật, không phải là phân cảnh. Tấm hình trước mặt là backdrop team một phần, nói luôn là trang hoàng hoành tráng lắm. Hình đó thì có anh Sen vẫy tay với máy ảnh, vì ông lo liệu tất cả các khâu một cách cẩn trọng và nghiêm túc. Tấm thứ bảy, aura lan tỏa cùng diễn viên, Army Adam tránh sang một bên. Lenora ư, đừng có mà đấu, nhiệm vụ mà chỉ Pan và Pink mới gánh vác nổi. Tấm thứ 8, team quay phim và hình ảnh có tay nghề sử dụng máy quay đắt tiền từ tiền túi. Xin phép cười điều khinh bỉ của thằng Tu 10 giây. Tấm thứ 9, team âm thanh đúng xịn sò từ việc Hollywood vô số lần. Nổ đất trời. Tấm thứ 10, đạo diễn dày dặn kinh nghiệm không kể hết. Interstellar, Ganger, Adventure, La La Land, quá đỉnh phải không nào? Nhưng đạo diễn của chúng ta không hề tham gia những bộ phim này nhé. Khỉ gió, thế thì nói làm gì? Làm cái vẻ khinh bỉ của anh Sen liền. Nhưng đọc xong thì ôm bụng cười. Chưa hết, mỗi tấm hình lại có mặt mũi của tụi nó đều bị thang tên trên Facebook. Đó là cách để vừa tạo tên tuổi vừa làm người ta xấu hổ. Tấm thứ 11, chúng ta có team kịch bản hội tụ toàn anh tài, gồm có Sen, Giang và đống bé của giới thớt. Tấm thứ 12, team kịch bản bao thầu hết mọi thứ, đặc biệt khiến người ta rơi vào lưới tình. Tôi tim đập mạnh như muốn vỡ ra từng mảnh khi tấm hình trước mặt là gương mặt phùng phiều của tôi lúc thằng Kai nhấn liên tục nút shooter hồi chiều, nhưng bây giờ thì nằm trình ảnh trên fanpage vừa kịch khoa truyền thông một cách khó hiểu. Tôi lướt xem tiếp những tấm hình còn lại, dù cảm xúc khi xem những tấm hình này không như cũ nữa, tay thì run run, tim thì đập loạn xạ cả lên, gọi là nó không nên lời, cũng không ngoa. May là mấy hình sau không có mặt tôi, cũng không có caption vì thông điệp nó đã được thể hiện trên một tấm hình có dòng chữ màu hồng đậm trên nền trắng. Tấm thứ 13, năm 1995, phim Psycho of Friend ra mắt, nhưng đĩa phim của nó được bán và làm quà tặng cho một người vào năm 2015. Tấm thứ 14, năm 2010, bộ phim tình cảm Flip It công chiếu lần đầu tiên trên thế giới, và nó là bộ phim mà người viết kịch bản thích nhất. Tấm thứ 15,
Năm 2015, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Mày và tao chính thức trở thành thành viên của bang Man Rợ. Tấm thứ 16. Năm 2017, mày là lẽ sống của cuộc đời tao. Tấm thứ 17. Hiện tại, mãi mãi, mày vẫn là lẽ sống cuộc đời tao. Tấm hình cuối kết thúc nhưng tôi vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình. Bên dưới có dòng credit nhỏ nhỏ viết là Admin Kunthot. Trên đời này có thể có nhiều Kunthot, nhưng những người có tên Kunthot đó không học khoa truyền thông, lại càng không tham gia vào vở kịch này. Tôi im lặng một lúc, xoay người hoàn toàn yên nắng. Không lâu sau, tiếng của một người lọt vào điện thoại. Thằng Kai vẫn chưa cúp máy. Đọc xong rồi đúng không? Không biết trả lời gì hơn. Thực sự, tôi vẫn chưa biết rõ bản thân, cảm thấy như thế nào. Nhưng sâu thẳm trong bên trong cảm xúc này bộc lộ ra một cách tích cực hơn là xóa đi. Cũng không có gì, chỉ là muốn nói vậy thôi. Đem pay khoa ra làm chuyện riêng, anh sen cho mày chắc chết. Tao xin phép mọi người rồi, họ đều sẵn lòng giúp đỡ hết. Còn mặt mũi để lên giọng vui vẻ. Còn mày? Cái gì? Tin tao không? Vẫn chưa chắc lắm. Vậy, để tao kể timeline bộ phim về cuộc đời cho nghe. Bộ đầu tiên tên Cream, bộ thứ 2 và 3 tên là Lula và Beer. Mấy bộ tiếp theo không nhớ lắm, nhưng nếu không xếp theo thứ tự thì có Num, Mine, Pang và Chim. Đây là phim hàng tháng nhé. Còn mấy bộ phim hàng ngày cơ, tên là Cartoon, Poon, Conkai, Prong, Apple. Ôi trời, sao nhiều quá ta. Chuyện đời mày làm được nhiều phim ha. Tôi châm biếm nói, đến như thể tao nhớ tên gái thay còn không xuể nữa là thằng quần. Nhưng với mày thì không phải như vậy. Mày định nói ta là bộ phim mà mày sẽ diễn suốt cả đời chứ gì? Tao nói cho mày nghe luôn nha Khai, không có bộ phim kéo dài mãi được đến hết đời đâu. Rồi có ngày mày sẽ phải kết thúc, mày tạo ra một bộ phim bằng tên tao. Tao tin dù một ngày mày không tạo lên một bộ phim khác mang tên tao thì cũng có ngày kết thúc thôi. Tôi nói một tràng dài nhưng thằng Khai chỉ trả lời đúng một câu duy nhất. Không kết thúc. Vì mày không phải phim, mày là đời thực. Trời, tim tôi chết đứng. Sao còn chưa mở lòng được cơ chứ?